Các đời nhà Nguyễn nhờ Nam Kỳ cưu mang. Đúng luôn, nhà Nguyễn mà không có Nam Kỳ xong phim. Nhà Nguyễn mà đóng trên đất Bắc Kỳ. Ngồi tưởng tượng ra nếu như ông Nguyễn Hoàng á, ông không vượt đèo ngang, ông không xây lũy thầy, chuyện gì đã xảy ra với ổng? Hả quý vị? Chuyện gì xảy ra với ổng? Ổng xanh cỏ luôn. Chắc ổng bị kinh trại tộc lột luôn rồi. Quản gia nó chu di tiệt nọc, chu di tiệt nọc thiệt á nghe quý vị, thiệt á, chứ không phải giỡn đâu. Cái đám mà chánh trị gia Bắc Kỳ nó ghê lắm, khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu. Ừ, Trịnh Kiểm nó cắt cổ, nó cắt nguyên dòng họ luôn á, chứ không phải nó cắt một mình ổng đâu. Thành ra đó là lý do vì sao. Ơi, đời đầu luôn nha, ông Nguyễn Hoàng là đời đầu á. Tôi cá với các anh chị luôn, ông Nguyễn Hoàng ông đặt chân vô tới Thuận Hóa, tức là đất Quế đó, Thừa Thiên. Sau này tụi cộng sản nó đổi thành Bình Trị Thiên, nghe ghê không? Bình Trị Thiên là san bằng rồi trị luôn ông trời. Trong khi đất của mình ông bà đặt tên là Thừa Thiên, tức là gì? Theo lệnh ông trời. Bất kỳ nó vô nó Bình Trị Thiên luôn, bà của nội cha nó. Má ghê thiệt. Ông vừa đặt chân vô tới đất Thừa Thiên á, tôi cá với anh chị luôn, ông Nguyễn Hoàng và cái đoàn quân nó đi vô á, vẫn nói tiếng Bắc Kỳ. Không có thể nào vừa vượt đèo ngang vô cái tự nhiên nói giọng Nam Kỳ, không có. Vẫn nói tiếng Bắc Kỳ, vẫn ăn mặc kiểu Bắc Kỳ, ăn cơm kiểu Bắc Kỳ, món ăn kiểu Bắc Kỳ. Lúc đó chưa có phở đâu. Nhưng mà nếu có thịt chó là lúc đó vẫn ăn thịt chó, cá luôn. Nhưng mà lập tức xây lũy thầy lên liền. Build the world. Lúc đó cho nó là liệt mẹ build the world cho bố. Mấy lính nó sao thế? Sao thế chúa? Nó liệt mẹ không build nó vào nó giết hết đấy. Cái bọn đấy đấy, cái bọn Bắc Kỳ nó ăn gì lắm. Cái bọn đấy nó sẽ xâm liệt đồng hóa và diệt chủng chúng ta đấy. Build the world. Sớm nhau ra xây bức thư. Rồi bắt đầu vận động người dân. Lúc đó cái vùng đó là Chăm Ba, dùng đó mang tiếng là đất của nhà Lê nhưng thật ra là đất Chăm Ba. Nhà Lê nó nằm trong khối liên kết tự do về chính trị với Chăm Ba, nằm trong khối liên kết tự do với nhà Lê kiểu tiểu quốc với đại quốc, thì đất đó nhà Lê nó hô của nó nhưng thật ra nó hô bằng miệng thôi chứ đất đó vẫn của Chăm Ba. Thì đóng trên đất Chăm Ba, thành ra nhà Nguyễn á, từ thời Nguyễn Hoàng á, mới bắt đầu vận động người dân Chăm Ba sống chung hòa đồng với Chăm Ba, vận động thanh niên Chăm Ba mới đi lính á, chống Bắc Kỳ xâm lược. Hầu hết các cuộc chống Bắc Kỳ xâm lược là do người Chăm Ba mà ra. Người Chàm á, không có người Chàm á, ông Nguyễn Hoàng đi vô Nam như hai dạng người mà còn có phụ nữ nè, trẻ em nè, người già nữa, chỉ cung tận rồi thấy dám không. Nhóc à, thời đó mà lính đâu mà ra hai dạng lính, mà hai dạng lính quýnh cũng lại nhà Trịnh. Thành ra lính á, mộ quân từ người Chăm, mộ quân từ người Cao Nguyên. Người Cao Nguyên á và người Chăm á, họ đi lính là bởi vì họ hiểu cái giá trị á, là cái nhà Nguyễn ông này vô nè, ông lập quốc ở đây, ông đặt kinh đô ở đây, ông chống tụi Bắc Kỳ xâm lược là chia sẻ giá trị với mình. Tụi mình cũng ghét tụi Bắc Kỳ xâm lược, ghét cái tụi nhà Lê nhà Trịnh nhà mày ở ngoài nó xâm lược nó đồng hóa mình nữa. Thành ra họ mới đi lính đi theo nhà Nguyễn để chống Bắc Kỳ xâm lược. Các trận chống Bắc Kỳ xâm lược từ thời Nguyễn Hoàng dài về sau là do công của người Chăm, công của các sắc tộc ở trên Cao Nguyên mà ra. Hai dạng người lấy đâu mà ra mà chống giặc, các bạn nghĩ là đúng không? Thành ra Quế mà yên bình á, là nhờ công của người Chăm, công của những người Cao Nguyên. Sau này mở rộng xuống á, Sài Gòn Gia Định, Nam Kỳ Lục Tỉnh á, thì nhờ công của dân Sài Gòn Gia Định, Nam Kỳ Lục Tỉnh dưới này nữa. Hai dạng người Quế ở đâu ra mở rộng vùng này.